Ngày 5 tháng 8, cảnh sát thành phố Osaka, Nhật Bản thông báo, nghi phạm vụ nam sinh người Việt bị đẩy xuống sông là thanh niên khoảng 20 tuổi, quốc tịch nước ngoài. Đối tượng bị bắt tại khu tạm trú Nishinariku thuộc tỉnh Osaka trong cùng ngày. Cụ thể, cảnh sát đã truy vết đối tượng dựa trên hình ảnh trích xuất từ camera và lời khai của các nhân chứng về ngoại hình của nghi phạm. Như thông tin Daihen đưa trước đó, cảnh sát Nhật đã bắt giữ một người nước ngoài nhưng không công bố cụ thể. Cộng đồng mạng đặt nghi vấn tên này mang quốc tịch Philippines thông qua tin nhắn để lại của nạn nhân. Tuy nhiên, chiều nay, cảnh sát Nhật đã công khai danh tính nghi phạm. Người bị bắt là Cruz Cabrera Brian Abato, 26 tuổi, quốc tịch Dominica, là một kẻ thất nghiệp. Ngoài bị tình nghi vì liên quan đến sự ra đi của nam sinh Việt Nam, thanh niên này còn bị nghi ngờ nhập cư bất hợp pháp và bị tạm giữ với tội danh vi phạm luật kiểm soát nhập cư và tị nạn. Theo thông tin từ giới điều tra, nạn nhân cùng một số người đàn ông đã cùng nhau uống rượu gần hiện trường trước khi sự việc xảy ra. Nghi phạm đã ra tay ngay sau đó. Cảnh sát và cứu hỏa đã đến giải cứu sau 20 phút, nhưng nạn nhân được bệnh viện xác nhận đã không qua khỏi. Kết quả khám nghiệm cho thấy nạn nhân bị đuối nước, trên đầu và cổ có nhiều vết bầm tím. Trước sự thẩm vấn của cảnh sát, Alberto đã từ chối trả lời, nói rằng tôi sẽ không nói chuyện cho đến khi tôi nói chuyện với một luật sư. Hiện cơ quan cảnh sát Nhật Bản đang tiếp tục lấy lời khai thẩm vấn nghi phạm. Vụ việc đang được giới chức Nhật Bản tích cực điều tra để đòi lại công lý cho công dân Việt Nam. Theo vị đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka, Tổng lãnh sự quán đã trao đổi làm việc với Bộ Ngoại giao Nhật Bản và cảnh sát tỉnh Osaka, đề nghị các cơ quan chức năng của Nhật Bản khẩn trương chỉ đạo điều tra vụ việc. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng Nhật Bản và các hội người Việt tại khu vực Kansai để thu thập thông tin và kịp thời thực hiện công tác bảo hộ công dân. Ngoài ra, Tổng lãnh sự quán cũng đã liên hệ với người thân của TTDA tại Việt Nam để thông báo về vụ việc. Đại diện cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại Nhật Bản đã động viên gia đình bình tâm chờ đợi thông tin điều tra chính thức từ phía lực lượng cảnh sát Nhật Bản. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka đã liên lạc với Bùi Đức Bảo, được cộng đồng mạng cho là người đã quay và đăng tải đoạn video clip ghi lại diễn biến vụ việc trên lên mạng. Tuy nhiên, người này khẳng định bản thân không phải là người quay video mà chỉ đăng tải lại nhằm câu view. Tại địa phương nơi sinh sống của gia đình nạn nhân, ông Trịnh Văn Hải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, thành phố Hải Phòng cho biết, phường đã nhận được đơn trình báo của gia đình nạn nhân. Ông Hải cho biết, ngay sau khi nhận được đơn trình báo, chính quyền địa phương đã đến thăm hỏi động viên nắm tình hình vụ việc và hướng dẫn gia đình các thủ tục liên quan để liên hệ với cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý vụ việc. Ông Trịnh Văn Tê, bố của nạn nhân cho biết, A là người con duy nhất trong nhà, cháu A đã rất chăm ngoan ngay từ khi còn ở nhà. Năm 2019, khi A tròn 20 tuổi, gia đình đã cho cháu đi du học tại Nhật Bản. A vẫn thường xuyên giữ liên lạc với gia đình qua điện thoại và luôn là người sống tình cảm với mọi thành viên trong gia đình. Bố nạn nhân cho biết, do ảnh hưởng của dịch bệnh nên trường của A tại Nhật không tổ chức dạy học. Thời gian qua, con trai ông phải sống bằng tiền do gia đình gửi sang. A đã xin với nhà trường về Việt Nam để tránh dịch. Vào tháng 2 năm 2020, A đã báo với Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản để xin về Việt Nam nhưng chưa sắp xếp được để về.